Này, Đài Loan sao không ai? Hai đừng có bỏ em mà ai. Em sợ em đi vô phòng với chị. Ê, ai định đi lấy chồng lại lâu thiệt Út, Út là thanh niên rồi, Út không có được khóc như vậy nghe chưa? em không làm thanh niên đâu, em là em của ai mà. Em của ai thì phải khôn chứ, phải trở thành một người đàn ông chững chạc chứ. Nhưng mà em chưa có khôn. Mà nói á, là khi nào em khôn thì chị hai mới được đi lấy chồng mà. Nhưng mà Út cũng thấy rồi đó, ai không lấy chồng đâu có Có phải là tại mấy tờ giấy đó không hai? Nhưng mà nó viết gì vậy? Có phải á là bà ta bắt hai lấy chồng không? cũng đừng có hỏi nữa, người ta đã dùng mình tới mức đường cùng như vậy rồi, hai không lấy chồng là không có đường đâu. Nhưng mà mai mốt hai đi chồng xong rồi hai về hai thăm Út, giống như là chị Huyền với chị Lệ chơi sắm trơn vậy đó. Út có nghe hai nói không? Út có nghe hai nói không? Út đứng lên nhìn ai nè. Hai chú đi với em là không sống thiếu hai được đâu. Hai ơi, hai đừng bỏ em một mình nha. Người chị đã hứa như vậy, nhưng mà thằng em cũng lo lắm. Nó sợ chị nó gạt. Ban ngày nó không dám đi chơi ra khỏi nhà, tối á nó ôm chặt chị nó mà ngủ. Cái thằng này nó đâu có khờ, chỉ tại bản tính nó thật thà. Trên đời này ngoài tình yêu thương ra, chắc nó không biết đến thứ gì khác nữa. Ủa, mà sao anh nhìn tôi dữ vậy? Mà hình như là anh đang khóc đúng không? Làm gì có. Kể tiếp đi. Thôi, tôi không kể nữa đâu, tôi làm anh buồn rồi kìa. Anh đâu có buồn. Ok tiếp đi. Em kể chuyện nghe hay lắm á. Đây là chuyện ruột của tôi mà. Tôi thuộc nằm lòng luôn á. Có chết á, tôi cũng không bao giờ quên được đâu. Mà tôi kể tới đâu rồi? Tới đoạn thằng em mới sợ chị nó đi lấy chồng. Tối hôm đó nằm ngủ ôm chị nó cứng nhắc. Tới đây mới là khúc mắc nhất nè. Tôi kể tiếp cho anh nghe nha. Hai, hai, hai đừng bỏ em mà. Hai, em sợ lắm.
con à, dì biết trong lòng con đang suy nghĩ điều gì, nhưng mà con yên tâm đi, con đã thay đổi thì dì cũng thay đổi. Gì à? Thằng Út nó khờ khạo lắm, nó không có suy nghĩ được như con. Từ nay không có con ở bên cạnh nó, nó sẽ hụt hẫng lắm. Nó sẽ nghĩ dì chính là nguyên nhân chia cắt chị em con. Nó sẽ chống đối dì dữ dội hơn nữa. Con nên nhớ, xưa nay cuộc chiến trong ngôi nhà này là giữa dì với con. Con cũng biết mà, dì có coi thằng Út là đối thủ đâu. Nhưng mà con... Thì không có con gì cũng lo cho ông Út vậy thôi hả? Gì à? Nếu như mà thằng Út nó chống đối gì thì gì có bỏ qua cho nó không? Con suy nghĩ nhiều làm gì cho nó rắc rối. Dì không đánh đập hành hạ bỏ đói nó là được rồi chứ gì. Nếu mà con không tin á thì con lấy giấy viết rồi ghi cam kết đi, dì ký. Con chịu không? Mình làm sao có thể tin được một người sống chỉ vì tiền? Nhưng mình phải làm sao đây? Út ơi, nếu không có chị Hai bên cạnh để bảo bọc, ngôi nhà này đối với em chắc chắn chẳng khác gì điều gì. Chị Hai, chị Hai, chị đừng có đi, em sợ lắm. Gà con, ba biết mình không còn cầm cự được bao lâu nữa. Ba chết đi chỉ còn có bốn hôm nữa là thằng Út. Cái thằng chỉ có biết lớn mà không biết khôn. Khi ba cố gắng lòng cho thằng Út. Má! Má ơi! Má ơi! Má tỉnh lại đi mà má! Má! Hai con xích lại gần má. Cả dạ. Từ đây má giao thằng cho con. Cùng và nhớ lần má dặn. Má yên tâm đi má, con hứa là con sẽ nuôi dạy thằng Út nên người. Út, con phải qua. Dạ. Phải biết lo phụ giúp cho chị Hai, biết nghe lời. Từ ra dần sau, chị em nương tựa, đừng bỏ nhau mà sống. Con không được khóc chứ, không được chọc ghẹo cho mẹ. Cô hàng xóm cũng đừng có dạy. Con sợ nhận thêm mượn chửi thề. Con
Còn phải là chết rồi. Thế nào con cũng sẽ đưa người đàn bà quay về. Mẹ, người ta đã ép con tới đường cùng rồi. Nhưng má yên tâm đi, hôm nay trước vong linh của má, con thề sẽ làm đúng theo di nguyện của má. Dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào, con cũng phải bảo bọc con chạy với nên người. Phụ má tới linh thiêng thì hãy theo phụ hộ con. Tạm thời má ở lại đây, chịu cảnh khó mũi lạnh. Đợi khi con và thằng Út có chỗ yên ổn, con sẽ thỉnh má về để chị em con được hương khói cho má. Đêm đó trời mưa dữ dội lắm. Bà chị lắc mạnh vai thằng em kêu nó dậy, rồi bà chị nói: Út ơi, hai chị em mình phải bỏ trốn mau thôi. Thằng em nghe mưa gió ngoài trời nó sợ lắm, nó chỉ muốn ngủ tiếp à. Nhưng mà chị nói á, chỉ có đêm nay thôi. Nếu em không nghe lời chị á, sáng mai người ta bắt chị đi luôn. Thằng em nghe vậy thì lồm cồm bò dậy, rồi hai chị em liền bỏ trốn. Nè, chắc là đêm hôm đó lạnh gì lắm hả? Ừ, chứ sao mà sợ còn hơn cái lạnh nữa. Ý, mà cái anh này, tôi đã dặn á là đừng có hỏi nửa chừng rồi mà. Anh xin lỗi. Ra đây không khí trong lành thật ghê anh ha. Anh lấy làm lạ là đi từ sáng tới giờ mà em không biết mệt. Em có mệt chút hồi nãy nhưng mà giờ đỡ rồi. Giờ ước gì có quán cà phê dọc vô ngồi nghỉ uống nước không? Không cần ước, anh nhớ lại đây có mà. Nè nè nè, hay ha, em giỏi lắm. Bày đặt bịa chuyện có hai chị em nhà nọ nữa hả? Em lập lộ chuyện hết rồi đó, biết tội chưa hả Út? Hai nghe hết rồi, đừng có chối mất công. Vậy là sao? Lẽ nào anh Thạch lại? Không thể, anh Thạch với mình về cùng một lượt mà. Không ngờ phải không cưng? Thì nhưng mà hai yên tâm đi, em kể là hai chị em nhà nọ chứ đâu phải hai chị em nhà mình đâu. Ông ơi là ngu. Bộ em tưởng anh Thạch cũng có giống như em hả? Sao mình ngu quá vậy? Vậy chị hai phạt em đi. Cho nợ đó, vô lặt rau đi. Anh với mày là anh em cùng phe mà, có cái gì á thì mày cứ kể cho anh nghe. Anh hứa với mày á là anh sẽ giữ bí mật cho mày. Anh, cô kia nhìn anh cười hoài kìa. Chắc thấy anh đẹp trai quá đó mà.
Anh tự tin quá ha. Em suy nghĩ chuyện gì vậy? Lúc nãy ở quán em gặp tên Sở Khanh đó. Sở Khanh? Em quen hắn ta hả? Sao em không nói anh để cho hắn ta một bài học? Không phải, nó lừa bạn em. Vì nó mà bạn em đã bỏ. Nói chung là cái chuyện này nó dài dòng rắc rối lắm. Lúc nãy em thấy nó cặp kè với một cô gái khác. Em tức giùm cho nhỏ bạn em thôi đó mà. À, thì ra là vậy. Mày định với cha đó thiệt hả? Cái con nhỏ này, chuyện riêng tư của người ta, mắc mớ gì mà mày cứ điều tra hoài vậy? Tao nhìn cái bản mặt của mày là tao đủ hiểu rồi. Tao thấy không ổn rồi nha. Tao ớn mấy ông nghệ sĩ lắm. Lơ tơ mơ á là nghèo rớt mồng tơi nha con. Hèn chi mày mới chọn mấy ông Việt kiều không à? Ủa chứ sao? Trời đất ơi, đời mà muốn giàu sang sung sướng thì phải biết chọn lựa, biết chưa? Đời mà cạn đìa mới biết lóc trê ngang cưng. Trời đất ơi, đợi đến cạn đìa hơi bị lâu à. Tao không rảnh đợi. Sống giữa cô đơn nàng như cũng có nỗi buồn dòng tố xa đường có dầu mộng thế nào tôi mơ xa trong thầm xa. Bộ muốn dạy dỗ tôi điều gì nữa hả? Ai, bây giờ thì tao đã biết tại sao mày lại chọn thằng cha đó rồi. Ê Phượng, bộ mày không yêu ông Thạch thiệt hả? Hằng à, mày hỏi tao câu này biết bao nhiêu lần rồi hả? Thì tao cũng như mày thôi, tụi mình đều coi ông Thạch là bạn bè mà. Nhưng mà tụi mình chơi với nhau á từ thời con nít. Dù gì á, mày cũng hiểu biết ông Thạch hơn cái anh chàng kia. Với lại ông Thạch đã theo đuổi mày từ lúc mà còn đi học. Tao cũng thấy mày với ổng xứng đôi hơn là cái tay họa sĩ kia đó. Mày thôi cái kiểu á, gọi người ta là cái tay này tay nọ đi. Người ta có tên tuổi đàng hoàng đó. Mà nói thiệt nha, tao vẫn thấy mày hợp với ông Thạch hơn là cái ông kia đó. Duyên nợ mà mày, biết làm sao được. Mà mày biết không, ông Thạch đó, ổng buồn tới mức mà ổng bỏ ăn luôn đó. Tội nghiệp lắm. Thôi đi, mày đừng có nói xạo. Trời đất ơi, tao nói thiệt. Trời ơi, bạn bè ai cũng biết. Có một mình mày là vô tâm mày không biết thôi. Mà không chỉ mỗi một mình ổng buồn đâu. Nghe đâu là ba má ổng cũng buồn lắm. Mày nói vậy là sao? Thì ba má tao với ba má ổng là chỗ thân thiết với nhau. Mà tao cũng hay qua lại nhà đó chơi nữa. Tao thấy nhà ông Thạch ai cũng thương mày. Mà thấy mày với ông cũng thân thiết nữa, ai cũng hy vọng mày về làm dâu. Vậy mà đụng cái mày quay lưng đi à. Chọn cái anh chàng thợ vẽ đó. Nè nha, tao nói cho mày biết, về làm dâu nhà ông Thạch có nghĩa là tương lai của mày sẽ là một bà chủ. Vậy mà mày không chịu, lại đi ưng. Kìa, mày coi kìa, bộ dạng nhếch nhác thế mà gớm à, thu Thạch xa lắc. Tao lại mày đó Hằng,
tao có nói thương ông Thạch từ lúc nào đâu mà mày cứ đem ra so sánh vậy. Nhưng mà về mặt tiêu chuẩn, tao thấy ông Thạch không có lý do gì mà để mày từ chối hết á. Vậy sao mày không ưng ổng luôn đi? Trời đất ơi, con điên này. Ông Thạch ổng thương mày chứ ổng có thương gì tao. Em, em đừng nghĩ nhiều như vậy. Cô chú biết không, tính ra nó rút ngắn hơn gấp 3 lần mình đi đường sông á. Vài bữa nữa làm lễ khánh thành xong á là thông xe rồi. Nghe nói cách nửa giờ là có một chiếc xe buýt chạy ra vô tiện lắm. Mà cái kiểu này á, chắc mấy ông chủ đò phá sản thôi à. Thiệt vậy sao cô? Chứ chú nghĩ coi, từ thị trấn Ba Vàm về thị xã ngồi xe đò không quá 45 phút, mà còn ngồi tàu á thì mất 4-5 tiếng đồng hồ. Ai mà thèm đi nữa chú ơi. Cô nói vậy thôi chứ bà con mình sống dọc theo hai bên bờ sông thì cũng phải đi tàu đò chứ. Ủa, chứ từ ngoài vô đây chú em không để ý thấy gì hả? Thấy gì hả cô? Thì đó, xa xa người ta vẽ đường xương cá nối các xóm ven sông vô với trục tỉnh lộ nè. Dạ, con có thấy. Nhưng mà con nghĩ chắc mấy ông chủ tàu đò cũng tính hết rồi. Chuyện làm ăn của họ mà. Ý chú em á là nếu mà có đường lộ xe thông thương á thì họ sẽ giải nghệ nghề tàu đò quay qua kinh doanh xe đò chứ gì. Dạ. Nói thì nghe dễ vậy chứ nghề nào nghiệp nấy chú ơi, khó ăn lắm, không cạnh tranh nổi với lại mấy cái dân xe đò đâu. Chị Mai gọi. À, em nói với chị á là mình qua bên Cồn rồi, đang trên đường tới nhà con Hiếu. Dạ alo. Chị Mai. Dạ tụi em qua tới bên Cồn rồi, giờ đang trên đường qua nhà con Hiếu á chị. Em biết rồi, chị đừng có lo nha, có em đi mà. Ừ, em nghe chị dặn nè. Cũng không có gì quan trọng đâu. Chị muốn nói là em với anh Hải á chỉ chơi chỗ bạn bè thôi, chứ đừng đi đâu xa nha. Ừ, em biết rồi đó. Em thì chị không lo, chớ chuyện thằng Hải, má chị luôn để mắt tới nó, cho nên em nói với nó đừng có ghé đâu chơi nha. Dạ chị đừng có lo lắng quá mà, tụi em á chỉ chơi ở nhà với mấy đứa bạn bên Cồn thôi. Chị đừng có lo, bà chị có ở nhà không chị? Ừ, thì em cứ nói đi. Má chị đi qua nhà cậu Hai rồi, có mình chị ở nhà thôi. À, chị ở nhà một mình hả chị? Dì đi vắng rồi hả chị? Dạ. Dạ em hiểu rồi. Vậy thôi nha chị. Ừ. Dì Mai nói sao? Có vẻ như là chị Mai không có tin mình đang ở bên Cồn. Đương nhiên rồi, có lúc nào mà anh không bị nghi ngờ đâu. Không phải đâu, em thấy chị Mai có vẻ lo lắng cho anh hơn là nghi ngờ anh đó. Cũng vậy thôi, ngoài lo lắng ra chị Mai còn làm được gì nữa đâu. Bởi vì anh lúc nào cũng giống như phạm nhân bị quản thúc vậy. Nhưng mà lần này anh đừng có lo, có em bảo lãnh cho anh mà. Không sao đâu. À, hình như là chị Mai nói má đi đâu đúng không? Dạ, chị Mai nói là dì Hương đi qua nhà cậu Hai á. Cậu Hai Thành? Chắc vậy. Má qua cậu Hai Thành làm gì ta? Sao không đợi anh về đưa đi?
Em biết dì qua nhà cậu hai gấp là vì chuyện gì rồi. Chuyện gì? À, má gấp gáp cũng là vì chuyện đó thôi. Càng ngày càng rắc rối lớn rồi. Làm sao đi hả Thư? Thì anh cưới em là xong thôi mà. Giờ này mà em còn giỡn được nữa hả? Anh có biết mỗi lần em nói đùa như vậy là lòng em đau lắm luôn. Em không muốn đùa đâu. Em chỉ muốn điều đó là sự thật thôi. Dạ, em qua đây trước là để thăm anh chị. Sau là để hỏi thăm coi thằng Tư Điện nó có rảnh không. Để mà em mượn nó đi công chuyện với em dài 3 ngày. Lúc này thì rảnh quá đi chứ, có làm gì đâu. Dạ. Ủa, mà thằng Hải đâu? Sao không kêu nó chở? Mà phải qua đây đi mượn thằng Tư Điện vậy? Dạ, thằng Hải nó qua bên Cồn á, thăm thú với bạn bè. Dài 3 hôm nữa nó mới về. Chà, lúc này bộ cô cởi trói cho thằng nhỏ rồi hả? Dạ, tự nó cởi trói cho nó thôi chị à. Là sao hả cô? Dạ, hôm nay nó đi chơi với bạn gái mới của nó đó. Bạn gái? Dạ. Nè, mà con nói thiệt hay nói chơi vậy? Mà bạn gái kiểu làm sao? Dạ, em cũng định nói luôn cái chuyện này cho anh chị mừng. Tin mừng hả cô Năm? Thôi vậy cho nó yên. Chờ tôi thấy cảnh mẹ con cô tôi cũng phát rầu. Nè, mà mối nào vậy hả cô Năm? Dạ có ai xa lạ đâu. Là con Thơ đó chị. Con của chị Hai Ngò, anh chị cũng biết mà. Được quá rồi con gì. Nói thiệt với cô Năm nha, gặp con nhỏ mấy lần chị chấm nó hết sức vậy đó. Thấy con nhỏ chưa có mối nào, chị cứ xúi thằng Điện. Vậy mà cái thằng nhát như thỏ đế vậy hả? Mà cô định chừng nào vậy? Dạ, em định đi lo xong 3 cái công chuyện á, rồi nhờ anh coi trong tháng này ngày nào tốt, rồi xin phép bác con Thơ tiến hành lễ coi mắt luôn. Anh chị thấy được không? Nè, bộ hai bên bàn bạc với nhau xong hết rồi hay sao? Mà cô nói nghe dễ ợt vậy. Dạ, em với má con Thơ trước đây là bạn bè thâm tình mà chị. Cô đi công chuyện gì? Bộ gấp lắm hay sao mà không đợi thằng Hải về? Một mình con Mai ở nhà, ai phụ nó cho cá ăn? Dạ, cá thì em có nhờ thằng Trình con chị Út Nghệ cho ăn giùm rồi. Còn con Mai á, nó ở nhà một mình hoài, có gì đâu mà anh chị phải lo. Mà cô đi đâu? Sao có vẻ bí mật quá vậy? Có bí mật gì đâu anh. Em chỉ giải quyết chút công chuyện thôi. Nếu bí mật thì em đã đi một mình rồi, chứ em nhờ thằng Tư Điện làm gì. Cái ông này thiệt tình. Anh hai cô á, càng già càng sanh tật đa nghi. Chuyện riêng tư của người ta mà cứ hỏi tới hỏi lui, không có lịch sự chút nào hết trơn. Ông có muốn biết á thì mai mốt đợi thằng Điện về mà hỏi. Phải vậy không cô Năm? Dạ, giờ em cũng chẳng nói để làm gì. Đợi mai mốt Tư Điện về nói luôn thể. Ông làm cái gì mà tôi thấy từ lúc cô Năm với thằng Điện đi tới giờ ông ngồi ủ rũ vậy? Tôi đang lo đây. Ông lo cái gì? Thằng Điện nó đi ngoài đường ngoài xá cẩn thận lắm mà. Tôi không có lo chuyện đó. Vậy chứ ông lo chuyện gì? Tôi đang lo không biết con Hương này
nó lại muốn diễn cái trò gì nữa đây? Ý ông là sao? Chứ bà không thấy sao? Thái độ con Hương nó gấp gáp, úp úp mở mở. Chuyện hôn sự của con cái mà gấp gáp, vừa thông báo một cái là muốn đi hỏi cưới liền. Còn cái chuyện nó cho thằng Hải đi chơi á, lại vội vội vàng vàng bắt thằng Điện chở đi đâu đó mà không muốn đợi cho thằng Hải về. Bộ bà không thấy lạ hay sao? Hình như con Hương nó đang sắp đặt một chuyện gì đây nè. Ông nói tôi mới để ý thấy. Đúng là thằng Hải đâu phải là người dễ thay lòng đổi dạ. Vậy mà hồi nãy cô nói y như là thằng Hải nó sắp cưới vợ tới nơi vậy đó. Bởi vậy tôi mới xin nghi, nhất định nó đang dùng cái chiêu gì với thằng Hải đây. Thiệt tội nghiệp cho thằng nhỏ, nó không thể thoát khỏi cái dòng kim cô của má nó. Vậy ý ông là tất cả những gì cô Năm nói đều là giả hết hả? Tôi nghĩ chắc không đến mức như vậy, nhưng dứt khoát là có điều gì đó không đơn giản trong chuyến đi này của con Hương. Bà chịu khó suy nghĩ một chút coi tôi nói có phải không. Em ơi, anh hai chị hai tới kìa. Dạ em chào anh hai chị hai. Nghe tiếng bước chân là em biết ngay có khách quý tới chơi mà. Chào hai đứa. Ôi cha, cháu của mợ mau lớn quá ta. Có cái mặt kìa, thấy cưng chưa? Có cậu mang cho con cái gì nè? Cậu 12 tới thăm con kìa. Con bé nó hiền như cục đất vậy đó anh. Bú xong là nó lăn ra ngủ à. Không có khóc la, không quấy rầy ai hết trơn á. Cha, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng quá ha. Dưỡng Năm khá ghê á. Dạ. À em, để con vô nôi đi em. Dạ. Đây anh. Con gái của bà này sướng nha. Mẹ có nồi mới nằm nghe con. Thôi em ở đây á, ngồi chơi với anh chị hai đi. Anh ra sao bắt nước mừng mấy con vịt. Thôi anh ở đây chơi với anh chị đi, đem xuống làm cho. Thôi được rồi, để anh làm cho. Thôi hôm nay chuyện bếp núc để tôi với Dương Năm. Em với cô Năm á cứ ngồi ở đây chơi đi Dương Năm. Anh em mình lai rai anh hai á. Được, được chứ. Kể mấy ổng với cô Năm, lâu lâu chị em mình mới có dịp mà. Chị nó hoàng lắm chị. Ông còn nhớ cái hồi mình đem chiếc nô qua cho con Mai không? Sao lại không nhớ? Tôi còn nhớ lần đó bà có xách theo cặp vịt. Báo hại lần đó tôi với Dượng Năm nó nhậu một trận sai muốn chết. Ông còn nhớ bữa đó ông đã nói gì không? Con Mai năm nay bao nhiêu tuổi thì cái tiệc nhậu đó bấy nhiêu năm. Nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng nhớ như in. Dạ em mời anh hai, em mời chị hai. Nè, cái này là dành riêng cho mẹ con em nha. Em ráng ăn nhiều vô, biết chưa? Khoan. Dạ. Nhân bữa tiệc vui ngày hôm nay, anh hai có vài lời muốn nói. Dương Năm à, hôm nay anh rất là vui. Anh thật sự trút bỏ đi nỗi lo trong lòng khi nhìn thấy vợ chồng của em đầm ấm. Cha mẹ chết sớm khi con Hương nó còn nhỏ dại. Có bao nhiêu tình thương anh dành hết cho đứa em út này. Mà không có riêng gì anh, mấy anh chị nó đều thương nó hết lòng. Nên khi nó gặp chuyện,
lòng của anh như ai dò ai xé. Hôm nay con Hương nó có được một người yêu thương chăm sóc, có một gia đình hạnh phúc như vậy, công của em lớn lắm Ngàn à. Bởi vậy anh kêu chú bằng hai tiếng Dưỡng Năm, anh nghe nó thiệt là dạt dào tình sâu nghĩa nặng. Vì vậy hôm nay anh muốn nói với Dưỡng Năm một câu để tỏ lòng biết ơn của một người quyền huynh thế phụ nè. Nhưng mà anh không biết dùng cái ngôn từ nào cho xứng đáng. Vậy anh xin lấy rượu để mà tha lời nói. Ly thứ nhất, với tư cách là huynh trưởng, anh xin thay mặt cho dòng họ Lê rất cảm kích cái nghĩa cử cao đẹp của Dưỡng. Anh hả? Khoan hãy nói gì hết. Ly thứ hai, anh xin cạn riêng với Dưỡng vì cái chữ tình. Một chữ tình mà anh nghĩ trên thế gian này không mấy ai mà có được. Anh hai, ly thứ ba này xin hãy để cho em được uống. Cô Năm, không được đâu. Hương, tâm trạng của em ai cũng biết. Em nên cởi mở lòng mình ra đi, đừng tự làm khổ mình thêm nữa. Không, không ai hiểu được em đâu. Em biết là ai cũng thương em hết, như trong mắt mọi người em chỉ là kẻ tội lỗi, một kẻ đáng thương hại mà thôi. Nè Hương, không phải vậy đâu em. Anh hai, mình làm sai chỗ nào hả anh hai? Trời ơi, con nhỏ nó còn yếu lắm, đừng có làm cho nó xúc động quá, coi chừng hai người hại chết nó bây giờ đó. Thôi chị hai, dì Hương vô nhà nghỉ giùm em. Ừ. Lúc đó cũng tại ông hết. Đã biết con Hương tính khí nó hay nghĩ ngợi, suy diễn, mà ông cứ dài dòng văn tự, xém chút nữa là hại chết con nhỏ rồi. À, thì tôi đâu có lường trước được chuyện lại phức tạp như vậy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, trước là mừng vì thấy em mình có một cuộc sống đầm ấm, kế đến là cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của thằng em rể. Tôi nghĩ trách nhiệm của thằng làm anh là phải nói với người ta một lời nghe cho phải, chỉ vậy thôi à. Ai ngờ việc ông làm thì đâu có sai, chuyện là ở chỗ những câu nói tình nghĩa của ông làm cho con nhỏ nghĩ xa nghĩ gần, thành ra đau đớn mới chết chứ. Thì tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản thôi, ai có ngờ con Hương này nó lại phức tạp đến như vậy.